Thưa đại chúng, chúng tôi vừa có một cái chuyến đi xa ra miền Bắc, ghé vài nơi một cách tình cờ. Chúng tôi có một chút trải nghiệm, nó là nước trải nghiệm về đôi điều rất là đặc biệt, đó là khi lòng mình nghĩ tới cái gì nhiều quá thì mình đi đâu, gặp ai, làm gì, thấy cái gì thì mình cũng bắt đầu mình cũng quẩn quanh cái chuyện đó ta, quẩn quanh chuyện. Hôm qua trong một cái bài giảng ở Hà Nam ấy, tôi có nói một chuyện mà cái chuyện đó tôi muốn nhắc lại đây như là cái phần bắt đầu cho bài giảng đêm nay. Chúng tôi đã thuyết pháp ở trong một cái căn nhà đang ở cái giai đoạn Việt Nam gọi là phần thô kiểu vậy, và lấy đó là gửi đến bà con gia chủ. Ở trong bài giảng tôi có nói cái chuyện này, tức là một cái căn nhà một hoàn hảo ấy, thì nó phải có đủ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, toilet và nhà bếp. Phòng khách là cái chỗ mình tiếp khách ấy, thì đó là cái nhà bằng vật chất, nhưng mà mỗi cá nhân con người mình cũng là một căn nhà, chính cái mình cũng vậy, là mỗi người là một căn nhà. Thì trong cái căn nhà đó đó mình cũng phải có phòng khách. Phòng khách của mình là cái gì? Tức là cái việc mà mình giao tiếp với mọi người. Một cái phòng khách dễ thương ấy là nó cho người ta thấy rằng là chủ nhà đó là người có trình độ, chủ nhà là người dễ thương, chủ nhà là người có cái gu thẩm mỹ, chủ nhà là cái người hiểu khách, và đặc biệt là đối với mình đang là khách thì mình có thể thông qua những gì mà mình bắt gặp ở phòng khách mình có thể đoán ra được cái tâm tình của người chủ. Thì cái phòng khách của cái căn nhà thì bà con biết rồi, nhưng mà phòng khách của mỗi con người là cái gì? Đó chính là cái khả năng giao tiếp của mình làm thế nào mà ai gặp mình ấy họ cũng được an lạc, họ gặp mình họ an lạc, họ nghe mình được an lạc, họ nghĩ tới mình. Thì đó, cái người như vậy đó được gọi là người có phòng khách tâm linh. Phòng khách của mình là vậy, người ta nghe tới mình, người ta thấy mình, người ta nghĩ tới mình, người ta được an lạc. Thì trong kinh nói ngài A Nan, ngài là người có được bốn cái gọi là như ý đích, như ý đích của chuyển lương vương, trong đó là người ta muốn gặp gỡ ngài, luôn luôn muốn đi xa thì muốn gặp gỡ, mà lại gần thì cũng muốn nhìn ngắm. Khi ngài nói người ta hoan hỷ, và khi ngài im lặng người ta cũng hoan hỷ. Để nhìn cái im lặng ngài thì cái người như vậy là gọi là một người có phòng khách hoàn hảo. Đến đây thì vẫn chưa phải là nội dung của bài giảng. Và cái tiếp theo đó là mỗi căn nhà nó phải có phòng ăn. Ê, phòng ăn ở đây là cái chỗ mà mình tiêu thụ thực phẩm. Thì cái phòng ăn của ngôi nhà ai cũng biết là phòng ăn là cái gì rồi, nhưng mà phòng ăn ở mỗi cá nhân ấy, nó là cái gì? Đó là mỗi ngày ấy, mình gặp ai, mình đọc cái gì, mình nghe cái gì, mình nghĩ ngợi gì về cái gì, mình thường làm việc gì. Sáu căn của mình là cái quan trọng. Thì cái phòng ăn là cái chỗ mình tiêu thụ. Thì mỗi người cũng vậy, mỗi ngày để xem phòng ăn của mình, mỗi ngày mình tiếp nhận bao nhiêu thứ trong sáu căn, và những thứ mình tiếp nhận có lợi hay có hại cho mình và cho người. Và cái thứ ba đó là cái nhà bếp. Nhà bếp nó là một cái chỗ gọi là chế biến thức ăn, cái này rất là quan trọng. 10 người cùng đi chợ ở một nơi, cùng mua chừng ấy cái nguyên liệu, nhưng mà chúng tôi đoán chắc là khi về, kể cả nấu một món, mỗi người nấu một nấu nấu 10 người nấu một món giống nhau, nhưng mà theo cái 10 cái cách khác nhau thì nó sẽ cho ra cái mùi vị khác. Đó gọi là cái khả năng chế biến thực phẩm. Thì mình cũng vậy, mình có thể ở chung với nhau trong một cái căn nhà, một thành phố, một môi trường xã hội, có thể cùng thấy cùng nghe những thứ giống nhau, nhưng mà cái cách gọi là chế biến chế tác sáu tầng ấy rất là quan trọng. Chúng ta an lạc hay đau khổ, siêu hay đọa là nằm ở cái chỗ mình chế tác sáu tầng. Có người thì sáu trần dầu như ý hay bất toại, ngọt hay đắng, đối với họ nó đều là cái chất liệu, đều là chất liệu nuôi dưỡng tâm linh. Nhưng có những người đó sáu trần cỡ nào cũng chỉ là cái độc tố cho đời sống tâm linh. Cho nên nhà bếp rất là quan trọng, nhà bếp trong tâm tâm tưởng của mỗi người rất là quan trọng. Rồi cái gì nữa? Tới toilet. Cái nhà nó phải có cái toilet. Toilet đó là cái chỗ gì? Tôi gom chung buồng tắm và toilet tôi gom chung nha. Cái bathroom á, gom chung. Thì cả cái buồng tắm hay là cái bồn cầu đó, nó là cái chỗ mà mình làm sạch cơ thể và đào thải bài tiết những cái cần thiết. Mình nói tới phòng khách, mình nói tới phòng ăn, mình nói tới nhà bếp, nhưng mà mình không nhắc tới toilet là không được. Trong một căn nhà có phụ nữ thì người ta có thể một cách khẩn cấp, người ta nhìn vào cái toilet, nhìn vào cái nhà bếp, người ta có thể đánh giá được cái khả năng là nội tướng của người phụ nữ trong nhà đó. Thì tôi nhắc lại, cái toilet đó là cái chỗ mà mình giải quyết cái chuyện vệ sinh, tắm rửa và đào thải. Thì trong đời sống của mình ai cũng có cái nhu cầu đào thải bài tiết hết. Đó là những nỗi buồn, những cơn đau,
những cơn giận mình phải có chỗ mình phát tiết chứ. Nhưng mà tùy thuộc vào cái trình độ và cái nền tảng tâm thức mà chúng ta có một cái kiểu phát tiết, có một cái cách biểu lộ khác nhau. Ai cũng không có phiền não, ai cũng tham cũng sân, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái biểu lộ, cái phát tiết của mình nó có làm phiền ai hay không, và nếu mà nó để lại một cái hậu quả tiêu cực thì nó có lớn rộng và lây lan truyền nhiễm hay không. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Mình phải có khả năng ổn định những cái tiêu cực một cách có lợi nhất, thì đó được gọi là cái toilet tâm hồn. Và sau cùng đó chính là buồn ngủ. Cái nhà nó có buồn ngủ thì mỗi người phải có khả năng an dưỡng. Chúng ta khi chúng ta mệt chúng ta cần an dưỡng, khi chúng ta mỏi mệt chúng ta căng thẳng chúng ta cần có một chốn về, một cái góc riêng. Thì cái chốn về, cái góc riêng đó ở mỗi người không giống nhau. Có người thì họ an dưỡng bằng cách là họ đi du lịch, đi mua sắm, đi ăn uống, tụ tập bạn bè, trầm mền ngủ, hoặc là uống say, hoặc là vũ trường, hoặc là đủ thứ hết, nhiều cách săn bắn cẩu cảng vân vân. Nhưng mà là một người Phật tử có cái nội hàm ấy, có hàm dưỡng, thì chúng ta phải có một cái phòng ngủ cho mình, có nghĩa là chúng ta phải có khả năng an dưỡng khi mà cảm thấy mệt mỏi. Và cái cách an dưỡng của mình, cách nghỉ ngơi của mình, cái cách rút lui của mình ấy, phải có lợi, tích cực, phải hướng thượng, phải lành mạnh, lợi mình lợi người. Thì tôi gọi đó là cái người có một phòng ngủ ok rồi. Thì đó nội dung tôi giảng hôm qua, qua dài lắm, hôm qua tôi giảng dài, và con sẽ nghe lại bài giảng này ở trong cái Kalama Journal. Thì đêm nay tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói cái này này là cái khả năng chế tác, cái khả năng chế tác trần cảnh rất là quan trọng. Khả năng chế tác trần cảnh rất là cùng thấy cùng nghe, nhưng mà chúng ta có bị hút, có bị xáo trần nó hút hay không, và hút được qua cách hai, cách hai trường hợp, hút tiêu cực và hút tích cực. Có người đời càng khổ mà tu càng tốt, học càng tốt, tư duy càng tốt, đạo hạnh càng tốt. Có những người khi mà đứng trước cái ngọt, trước cái đắng ấy, họ bị sa đà, họ bị suy sụp. Có được, có nhiều người lão đang rất là dễ thương, nhưng mà khi mà cái may mắn, cái vui vẻ nó ập đến, họ tu không được. Có người đang tu rất tốt, nhưng mà khi gặp cái đắng cay nghiệt ngã cũng tu không được. Cho nên cái quan trọng nhất là cái khả năng chế tác, khả năng chế biến trần cảnh rất là quan trọng. Chứ còn mình không thể nào trong đời là trần cảnh phải nhỉ mình mới tu thì chết rồi. Bởi vì thứ nhất là cái phiền não của mình nó không cho phép mình là dễ dàng thỏa hiệp với trần cảnh. Thứ hai là cái nguyên tắc vô ngã, đời nó không như là mơ. Cái quan trọng nhất là nó ra sao mình vẫn an lạc. Ngày hôm qua khi nói về căn nhà, tôi phải nói cái nhà tiện nghi nó không bằng cái người chủ nhà có khả năng thích nghi. Cái tiện nghi nó bằng khả năng thích nghi là chỗ đó. Vạn sự nó như ý mình, nó không hay bằng cái ý như vạn sự. Tức là dòng đời nó như thế nào mình vẫn ok. Cái đó là cái tôi nói lần lần nữa, cũng một pháp thoại nhưng mà nó dìu chúng ta mỗi người về một phương trời khác nhau. Đó là cái chuyện lành mạnh, một cái tôn dung của Đức Phật, một bức tường, một cái kiển chùa, một làn khói trầm, một búp sen. Nghe thì thiêng liêng lắm, nhưng mà tôi bảo đảm là những cái thiêng liêng đó chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta về một cái góc trời không giống nhau. Là tùy thuộc vào cái nền tảng, cái căn cơ, cái tâm điển nó giống nhau. Cho nên là trong kinh Đức Phật, tại vì trong cái kinh kinh đại hội của trường bộ ấy, thì ngài có dạy rằng là giáo pháp của ngài có đủ cái nội dung để mà cung ứng đúng người đúng chỗ đúng lúc cho cả các cơ tánh tốt xấu, năng động và thụ động, tiêu cực và tích cực. Ví dụ như trong một cái đại hội ấy, trong cái đêm mà đại hội vừa thánh tăng mà vừa thiên chúng mười phương, thì ngài đã thuyết giảng cùng một lúc sáu cái pháp thoại cho sáu căn tánh khác nhau. Nhưng mà điều đó cho mình thấy rằng ấy là ở một cái người căn cơ có hạn chế, thì cái khuynh hướng tâm lý đặc biệt gọi là một vấn đề lớn. Ở hàng kinh văn ấy, cái khuynh hướng tâm lý nó ảnh hưởng đến cái chuyện tu tập pháp lành, cái duyên làm giải thoát, cái khuynh hướng tâm lý nó ảnh hưởng nữa đó. Và cái kiểu tu của mình ấy, nó có ảnh hưởng đến cái hành trình tu chứng kiếp cuối cùng. Mà ngay cả khi đã chứng la hán rồi thì vị đó vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái tác động của tiền nghiệp quá khứ. Có, tức là tiền nghiệp nó chi phối cái chuyện tu hành của mình, mà nó chi phối luôn cả cái đời sống của mình sau khi mình chứng thánh. Như riêng chi phần chánh đẳng giác thì không, các ngài đương nhiên các ngài cũng phải trả lại cái nghiệp cũ. Nhưng trong kinh ghi rất rõ, trong lúc hành cái ba la mật, tức là cái công đức mà giải thoát ấy,
Thì rõ ràng là Bồ Tát có ba hạng, đó là tinh tấn, đức tin và trí tuệ. Nhưng mà trong cái giây phút mà chứng đạo thì cả ba cái hạng này có cái cách chứng đạo giống nhau, đó là dùng cái đề mục hơi thở để chứng tứ thiền, rồi xả tứ thiền, rồi quan sát 12 duyên khởi để chứng thánh. Cái cách tu chứng này của tất cả chư Phật đều toàn giác, chánh đẳng giác, tỏ giống nhau. Cái ngày nằm ngoài cái gọi là thói quen hay là khuynh hướng, cái ngày không có. Cái ngày lên tới đỉnh rồi, các vị thiên văn thì còn đi lên núi, có vị định lên 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 phía đông, phía nam, phía tây, phía bắc. Lên phía nam thì phải bị lệ của cái điều kiện sinh thái của phía nam núi, phía tây núi, phía bắc núi. Nhưng mà khi mà một vị chánh đẳng giác tỏ thì các ngài chứng đạo trên đỉnh núi ấy. Thì trên đó đối với các ngài cái chuyện mà đông tây nam bắc nó là vấn đề đó. Các ngài vượt thoát mọi cái hạn cuộc, mọi cái giới hạn, cái khả năng mà chế tác trần cảnh của các ngài là không có vấn đề, không có vấn đề. Chúng ta hôm nay nói là mình tu Phật, nói là học Phật, nói là tin Phật, nói là thờ Phật, nhưng mà do căn cơ chúng ta có một cái cách tiếp nhận trần cảnh khác nhau nhiều lắm. Và đương nhiên rồi, đã là phàm phu mà, thì cái chuyện này chỉ bắt buộc. Nhưng mà chúng ta làm sao mà cái khác đó nó ở cái mức độ chấp nhận được. Ví dụ như chúng ta đứng trước một cái gọi là dương, một cái cao trào, một cái phong trào rầm rộ của mạng xã hội mà mình bị hút theo. Chẳng hạn như có một thời người ta hút theo cái Gangnam Style, có một thời vào mùa bóng đá cả một cái vùng đất, cả một đất nước bị hút theo cái mùa bóng lại, rồi tới mùa Olympic, rồi vân vân. Chung là mỗi một cái thời điểm thì phàm tâm chúng ta rất dễ dàng bị hút vào một cái lực hút nào đó. Cái chuyện này thứ nhất đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà nếu mà mình biết đạo ấy thì mình phải cẩn trọng, bởi vì nếu mà mình liên tục bị thiên hạ cuốn hút như vậy nữa thì cái khả năng mà tự tại tự quyết của mình nó nằm ở đâu? Chúng ta hoàn toàn không có khả năng chế tác trần cảnh, không có khả năng đâu. Thí dụ như vào cái mùa điên điển thì không nhất thiết chúng ta phải gọi là ăn điên điển. Vào cái mùa sầu riêng, nếu mà mình bị tiểu đường thì không nhất thiết là mình phải ăn sầu riêng đấy, nhớ à. Chứ đâu có nhất thiết là cái mùa đó mình phải bị hút. Đúng, ra đường là nhìn đâu cũng sầu riêng, ra đường là nhìn đâu cũng điên điển, thậm chí ra đường đó, là đến mùa vu lan là đi đâu cũng thấy ta đốt vàng mã. Nhưng mà mình không thể để cái chuyện mà sầu riêng, điên điển, vàng mã nó hút mình được. Mình có mình là ai? Tôi nhớ tôi có nhớ tôi đọc Tây thì phải, có câu rất là hay: tôi tốt với anh không phải vì anh là ai, mà vì tôi là ai. Tôi chào anh, tôi lịch sự với anh, tôi khiêm tốn trước mặt anh, không phải vì anh là cái gì trong vũ trụ này hết, mà trước hết bởi vì tôi là ai, cho nên tôi phải như vậy đó. Tôi phải đẹp như vậy, tôi phải xử đẹp như vậy, tôi phải lịch sự như vậy, tôi phải hòa nhã như vậy đó. Cái chỉ đầu tiên là bởi vì tôi là ai. Cái câu đó rất là quan trọng, tuyệt đối có thể ứng dụng vào cái hoàn cảnh mà chúng tôi đang nói, và cái tình huống mà chúng tôi vừa đặt ra đó rất là quan trọng. Đường đời muôn vàn lối, biết bao nhiêu là cái trần cảnh nó sẵn sàng nó đổ ập xuống vây bủa lên chúng ta. Chúng ta phải có khả năng tự quyết, chúng ta phải có khả năng tự lập thì chúng ta mới có thể trụ được với cái lý tưởng, với cái con đường mà mình đang theo đuổi. Còn nếu như mà mình quá dễ dàng bởi thị phi, bởi trần cảnh đấy, thì tôi gọi đó là trường hợp chúng ta là một người đầu bếp dở. Chúng ta không có khả năng chế tác sáo trầm, chúng ta không có khả năng chế biến những cái món ăn có lợi cho đời sống tâm linh từ cái nguồn nguyên liệu là sáo trầm. Thì trong bài giảng này tôi chỉ đề nghị gì đó, tôi chỉ gợi ý gì đó thôi, chỉ gợi ý gì đó thôi. Có nghĩa là đừng bao giờ biến mình thành một đầu bếp dở, đang mùa gì không cần biết, chợ đang bán nhiều thứ gì không cần, chỉ biết là cái thể trạng, cái cơ địa, khẩu vị, sở thích của mình, của gia đình mình, của những người mà mình đang nấu ăn, thì là mình xem coi cái gì là tốt nhất thì mình để chế tác chế biến theo cái hướng đó, có lợi cho mình, cho những người mà mình đang phục vụ. Ăn cái gì vừa ngon vừa lành, tối thiểu không ngon cũng phải là lành, nói chung là bữa ăn không có vấn đề. Còn đằng này đó là mình nấu ăn cho gia đình mình, cho vợ chồng con cái cha mẹ mà mình bị thiên hạ cuốn thì tôi nghĩ hơi khó. Ví dụ như là tôi biết, tôi có đọc quyển Mười Thương Nhớ 12 của nhà văn Vũ Bằng ấy, thì tôi học được một điều rất là hay ở trong đó. Cụ dạy cho tôi biết một chuyện, đó là cụ nói cái ẩm thực,
ẩm chuyện ẩm thực ăn uống của người Việt nói riêng và của người thế giới nói chung ở một cái mức độ, một cái trình độ nào đó, thì nó là một thứ nghệ thuật, nó là một thứ khoa học, nó là một cái lĩnh vực chuyên nghiệp, chứ không phải là cái chuyện dân gian, cái chuyện tùy hứng của nó. Thế này, cụ mới dẫn chứng đó là như người Huế chẳng hạn, người Tàu chẳng hạn, mùa nào thức đấy, mùa nào mà nên ăn cái thứ gì, mùa đông ban đêm nó khác với mùa hè ban đêm, cái món tráng miệng của mùa hè nó phải khác cái món tráng miệng của mùa đông đấy, cái món khai vị cũng vậy, cái món khai vị của mùa hè nó phải khác mùa đông. Và sau khi mình ăn món gì hoặc là trước khi mình ăn món gì mình nên ăn cái gì, đương nhiên cụ đang nói ở một cái trường hợp mà gọi là người ta có đủ điều kiện, chứ còn mình nghe qua thì không có nhất thiết phải nhớ cả đấy. Nhưng mà phải biết rằng ăn uống nó có cái đạo lý, nó có cái nguyên tắc rất là khoa học và rất là thuyết phục của nó, có nghĩa là người ta nói mùa nào thức đấy, nhưng mà mình cũng có một cái chọn lựa rất là hợp lý, chứ không phải là mùa nào thức đấy rồi cái gì thì mình thấy nó bán đầy ngoài chợ mình cũng rước về mình nấu. Thì tôi nghĩ là có nhiều trường hợp cái chuyện nó rất đổi không nên, bởi vì mình phải xét lại cái thể trạng, cái cơ địa của mình, của người nhà của mình, của những người mà mình sắp sửa thất đãi đó, nhớ rất là quan trọng. Mình một người đầu bếp thứ thiệt là phải nấu không phải cho riêng mình mà cho những người mình nấu cho, cái đó rất là quan trọng nha. Thì sống không phải chỉ có một mình phải chế tác sáu trần như thế nào mà bản thân mình được an lạc và người chung quanh mình an lạc, những người nhìn thấy mình an lạc, nghe mình nó được an lạc và nghĩ về mình cũng được an lạc, thì tôi cho đó là người đầu bếp giỏi. Giỏi thì nói kỹ về cái đạo Phật vô thường của chư Phật tổ, thực hiện ba la mật, Bắc truyền là lục độ, Nam truyền là thập độ. Thì bên Nam truyền thì rất rõ, trong suốt bao nhiêu tăng kỳ kiếp mà tu tập thập độ ấy, thì các ngài nhắm đến ba cái lý tưởng: một là Buddhist Chariya, là lý tưởng Phật đạo cho riêng mình; thứ hai là Nhà Tất Chariya, tức là tiếp độ những cái người mà cộng nghiệp đồng hành chung đường với mình suốt một cái thời gian sinh tử, quân tập hạnh lành để mà tâm cầu Phật đạo vô thượng, gọi là Nha Tất Chariya. Cái Nha Tạ đấy là Nha Tí đó, quyến thuộc hay là những người mà kề cận mình. Rồi cái thứ ba là Lô Cấp Tất Chariya, là nghĩa đến vạn loại chúng sinh, những người mà mình sau này có thể sẽ gặp khi mà thành Phật. Điều đó cho thấy rằng một lần mà ngài đi vào rừng sâu, có những kiếp mà ngài vào rừng sâu, vào hang, vào núi, sống một mình, tu tập thiền định, giữ giới, giữ hạnh ở trong rừng ấy, thì những lúc đó cái công hạnh đó vẫn nhắm đến mình và đời, nhắm đến những người mà hợp tác cộng tác cộng nghiệp với mình. Một đời sống hoàn hảo là phải có ta và có người, mà các vị nhìn ra cái thế giới thiên nhiên có đúng vậy, những cái loài cây quý, hoa quý, trái ngon, củ rẻ hoa lạ, cái thứ nó càng đắt tiền đó là nó phải có khả năng, cái giá trị của nó có thể lan tỏa và nó phục vụ cho rất là nhiều người. Cái giá trị của một con người hay là của một cái sinh vật, thực vật hay động vật trên hành tinh này, cái giá trị nó nằm ở cái chỗ là cái khả năng đóng góp của nó. Những cái loại hoa dại, cỏ dại, trái dại, củ dại mà không giá trị, nó không đem lại gì cho nhân quần, cho chúng sinh hết. Mà trong khi đó mình lấy một cái 1 kg lông diên hương thiệt hại của cái nhà táng, hay là một một ký lõi trầm, hay là đông trùng hạ thảo, hay là linh chi, hay là nấm trúc phổ của Pháp, đại khái những cái sản vật mà đắt tiền, thì nó có một cái tác dụng, nó còn có lợi ích, nó còn có ý nghĩa, nó còn có giá trị đóng góp cho nhân quần, cho chúng sinh rất là lớn. Thì có người cũng vậy, cái giá trị ở mỗi con người nó không phải nằm ở cái chỗ là anh nhận được cái gì, anh là ai, mà nó nằm ở chỗ là anh đóng góp được gì cho thế giới xung quanh. Từ đó mình thấy một cái người mà có đạo đức ấy, tại sao họ có giá trị hơn là cái người người đạo đức mà giàu nghèo á, thì cái giá trị họ vẫn hơn cái người giàu sang mà thích đạo đức, bởi vì cái khả năng đóng góp của họ nó lớn hơn, nó lớn hơn. Sống không có yêu thương, không có chia sẻ, không có cảm thông, không có che chở, thì không đem lợi lại gì cho chúng sinh. Thì dù mình có cái thân phận ghê gớm, hoành tráng cách mấy lần nữa, thì cái giá trị của mình rất là hạn chế. Thế thì mình thấy bao nhiêu bạo chúa đó, bao nhiêu bạo chúa cũng quyền lực, cũng tiền bạc, cũng đủ thứ lặp 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 lặp, nhưng mà có giúp được gì cho ai, chỉ để lại cho đời máu và lệ và lưu xuống vạn niên. Trong khi đó một bà cụ ở chùa không tiền không bạc không thân phận, dưới quét chùa thắp hương đốt nến, nhưng mà đóng góp của cụ rất là lớn, bởi vì không có cụ ấy, ai chăm sóc cái chùa, chùa không thầy bà ai chăm sóc, rồi cái chùa không được chăm sóc thì ai tín đồ thập hương vãng lại, ai rồi là họ làm gì có chỗ để mà lưu lễ Phật. Cho nên bà cụ
một bỏ già ở chùa ấy, mà sống thiện ấy. Bản thân cụ là một đóng góp rất lớn về nhân quần cho chúng sinh, bởi vì cụ có khả năng chế tác hoàn cảnh, có khả năng chế tác tình huống, tức là hoàn cảnh nào thì người ta cũng có thể sống đóng góp, cái hoàn cảnh nào nó cũng có thể trở nên một cái thứ giá trị, là bởi vì người ta có khả năng chế tác hoàn cảnh, chế tác sáo trần. Khả năng này mình mà lên ta mới là sáo trần nó cuốn mình là thấy thương lắm, mình không có khả năng chế tác mà để nó chế tác mình mới ghê, để cho trần cảnh nó chế tác mình, có nghĩa là nay mình thế này mai mình thế kia, là do cái dòng đời nó cuốn tấp vào bờ này, tấp vào bến đỏ. Cái bị về nghĩ kỹ là có phải không, chúng ta phải có khả năng làm chủ tình hình, làm chủ chiến trường, chiến trường thương trường, chính trường thương trường chỉ thuộc về cái kẻ nào có khả năng chế tác hoàn cảnh. Bởi vì cái cơ hội trong chính trường, trong chiến trường thương trường, cơ hội nó không có sẵn đâu quý vị, tại vì ta có khả năng tận dụng khai thác chế tác nó, chứ không có việc có cái cục cơ hội nào mà nó tròn vo mát mịn vừa tay, nó bay tới nhẹ nhàng nó đáp vô trước mặt mình cho mình nhặt được, cái đó có tưởng tin, tưởng tin trong bất cứ lĩnh vực nào. Thì cái người mà thành công phải là cái người gọi là tận dụng khai thác một cách đúng mức, hợp lý và thông minh cái hoàn cảnh mình trần cảnh xảy đến với mình, trước mặt sau lưng trên dưới và chung quanh, mình có khả năng chế tác bất cứ cái gì mình thấy nghe bắt gặp được trong mọi tình huống, trong mọi sự vụ, đó rất là quan trọng. Chứ còn mình để cái dòng đời nó cuốn mình nó thì mệt quá à. Nay thì cái làn sóng này, mai thì cái cao trào kia, mốt được phong trào nào, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta trở thành một chiếc lã, thay vì là một con thuyền tự chủ độc lập có quyền tự quyết cuộc đời của mình. Và đằng này là mình chỉ là một chiếc lá thôi, khổ quá, chúng ta không có quyền tự quyết cuộc đời của mình. Tại sao mà trong kinh dạy cái thân phận luân hồi là khổ, là bởi vì cái cơ hội mà chúng sanh trôi nổi thiếu cái quyền tự quyết rất lớn, cứ để cho phiền não nó đẩy mình đi. Như rất là nhiều người hiểu lầm cho rằng thích làm gì thì làm đó được gọi là tự do, nhưng mà không, theo tinh thần Phật pháp không phải như vậy. Thích làm gì thì làm, cái đó không phải là tự do, mà đó là nô lệ cho phiền não. Nhớ, và đôi khi cái người mà kiêng khem khổ hạnh, tự chế tự giết phục, họ đi ngược lại ý thích của họ, chỉ xét thấy cái gì lợi ích cần thiết họ mới làm, còn cái gì mà tào lao vô ích dầu thích cũng không làm. Mình thấy họ có vẻ hơi khổ hạnh đấy, nhưng họ chính là ông chủ của chính họ, họ có quyền tự quyết tự quản. Còn cái người mà mình thấy là tung tăng muốn sống sao sống ấy, muốn làm gì làm đó, quay phim chụp hình đúng tài này rất là tự do, nhưng mà xét về chiều sâu ấy thì đây là một cái tài là tự làm nô lệ cho cái phiền não, cho cái bản năng là hơi bị thấp của mình. Nhớ không, cái đó rất là quan trọng. Thì trong bài giảng đêm nay tôi chỉ nói đôi điều thôi, tôi thấy đừng hiểu lầm đương nghiệp, tôi chỉ mượn chuyện mình đó, thì nó mới cụ thể sinh động đúng không, thì mình nói chuyện trên trời làm sao cụ thể sinh động. Thì tôi thấy mình đi ra Bắc này, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng này. Có một điều thú vị là ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần mình có cái định hướng thì ở nơi nào thì nó nóng cỡ nào, hoàn cảnh nhân tâm tình huống ra sao thì công việc nó vẫn vậy thôi. Ăn cơm xong là giảng, gặp gỡ là giảng, tiếp chuyện là giảng, rồi cứ vẫn chừng đó việc là làm là nói pháp thôi. Thì trên chuyến bay về tôi nghĩ cũng hay, tức là đi qua bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu địa phương, gặp gỡ bao nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh, mà chỉ cần mình có mục đích thì trước sau mình vẫn như như vậy, vẫn là một. Cái khi một người đi du lịch lại khác, khi mà mình chỉ đi du lịch để mà tìm vui, mình không có mục đích, một cái lý tưởng cụ thể, thì cái người mà đi du lịch kiểu đi đi chơi mà cái kiểu mà trong cái tâm tưởng du lịch nó hơi có túi mạo hiểm, có nghĩa là họ dễ bị cái ngoại trần nó tác động, chỉ bởi vì họ không có một cái định hướng rõ ràng. Trong khi người ta đi ví dụ như mấy ông Tây, ông đi là để tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu về chính trị, về ngôn ngữ, hoặc là đi tìm cái thị trường. Theo chúng tôi được biết, người Âu Mỹ họ đi du lịch chiến lược lắm, họ đi chiến lược lắm, cho nên là họ đi có lý tưởng, cho nên họ đi cỡ nào cũng vui. Mình biết được cái xuất thân của họ, họ sung sướng nhung lụa bơ sữa lắm, nhưng mà họ có thể lăn xả vào rừng sâu núi cao ở Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ một cách tận tuyệt hết mình. Trong khi trong cái nhận xét của tôi thì cái người châu Á mình, đặc biệt là dân Đông Nam Á mình, phải là hiếm lắm, hiếm mọi người nào mà được như mấy ông thầy ba lô đó. Thì tôi nói một chuyện hơi lạc đề, chỉ có việc là mình đi chơi có bao nhiêu người đi như Tây, mấy ông Tây họ qua đây là tìm hiểu văn hóa hát sẩm, chầu văn, mẹ bà thờ mẫu, mấy nhì mẹ đẩy, rồi là quan họ Bắc Ninh, rồi tự nhiên tôi vẫn thường nói là những mấy cái dụng mấy cái nhạc cụ Tây Nguyên, cái khen tám lỗ chín lỗ, chắc gì ở Việt Nam có người mà tinh tường mấy cái lĩnh vực đó bằng tay.
hôm nay ở ở Sorbonne, ở trong viện bảo tàng của Sorbonne Pháp, người ta có cái âm bản ghi lại hết từng cái khúc hát cực kỳ và dân gian, cải lương tài tử Nam Bộ rồi nãy nhì mẹ đại của Huế, quan họ Bắc Ninh hát sẩm kinh đô thất thủ của miền Bắc, mấy cái bài thờ mẫu của mấy người thơ mẫu cũng của miền Bắc, rồi văn hóa của Tây Nguyên họ lưu được là hết. Và chính vì họ đi có mục đích cho nên họ đi đâu có cũng ăn lạc nói mấy lần ghẻ chóc côn trùng rất rất nhiều khi nguy hiểm mà vẫn vui, là vì họ có khả năng chế tác, sống có một lý tưởng công định là mình tự nhiên mình có khả năng chế tác trận cảnh này. Còn lần này mình mông lung bung lung lang bang, sống không có mục đích, không lý tưởng, cứ để dòng đời nó cuốn, đi chơi còn không vui thì nói gì là sống đời. Đi chơi có mấy hôm mà còn không vui, không làm chủ được mình, không có quyền, không có khả năng tự quản tự quyết thì làm sao mà mình sống đời an lạc được. Thì đem chuyện riêng của mình chia sẻ với bà con một góc nhìn, cũng là về một góc đời thôi, nói nhiều cũng vậy, mà nói bao nhiêu nó đủ rồi. Chúc các vị một đêm vui, và mong rằng sau khi nghe bài giảng này bà con thấy rằng mùa điên điển không hẳn là điên điển, mùa sầu riêng không hẳn phải ăn được sầu riêng, mùa vu lan không nhất thiết phải đốt vàng mã, và mùa thanh minh không nhất thiết phải đi tạo mộ, là bởi vì là bà con mình ở vô hủ hết rồi, táo táo cái gì mình phải coi mình là ai chứ, chứ đâu phải là thân nhân mình vô hủ hết rồi mình đi táo là táo cái gì. Đấy, lúc đó mình phải lên chùa chứ hả? Chứ lúc đó mình thấy người ta cũng đi táo mộ bắt chước, mà đôi khi là thân nhân mình là vô hủ hết là táo táo cái gì, mình phải coi mình là ai. Đấy, hoàn cảnh mình, cái tình huống mà mình đang có mặt nó là cái gì nhé. Yeah. Cái đó là quan trọng. Ok, chúc các vị một đêm vui. Dạ được.